Thưa quan tòa, do nửa tiếng trước, người nam bị hại trong vụ án đã chết. Có lẽ bên viện kiểm sát sẽ sửa lại tội danh, sửa thành tội mưu sát, cộng thêm tội khiến người khác bị thương nặng. Này, tôi không giết người. Không phải do tôi làm, là cậu ta. Cậu ta bảo tôi đi nhận tội thay đó. Là cậu ta bảo tôi đi nhận tội thay. Là cậu ta. Mẹ ơi mẹ. Mẹ cứu con với. Anh Từ Thiếu Kiệt, hiện giờ anh có liên quan đến một vụ án mưu sát. Mời anh về cảnh sát hỗ trợ điều tra. Nói chuyện thôi mà, tôi nhất định sẽ hợp tác với mọi người. Nhớ gọi điện thoại cho luật sư giúp tôi. Bây giờ người ta chó đánh chó xem hắn thoát kiểu gì. Thật ra tôi không lạc quan như thế. Đừng lo lắng, nếu người nhà họ không có lòng tin thì sao lại chuyển đến bệnh viện này. Bên này, giới thiệu cho anh và người bạn của tôi, luật sư Hồ, luật sư Lâm. Xin chào, mời ngồi. Đàn anh à, hai người bạn đời của tôi có chuyện muốn hỏi anh đấy. Cô gái đó nếu như đồng ý chữa trị thì chi phí hết khoảng bao nhiêu? Đương nhiên sẽ là rất đắt, ngồi xuống rồi nói nào. Cô gái đó bị thương vô cùng nghiêm trọng, dây chằng khuỷu tay của cô ấy bị thương đã không còn sức nữa, hai chân của ấy đã bị liệt rồi. Vậy có nghĩa là tứ chi tàn phế. Nhưng tình huống nghiêm trọng nhất là phần não của ấy chịu chấn thương nghiêm trọng, còn có rất nhiều máu động bên trong. Vậy sẽ thế nào? Có nghĩa là sau này cô ấy thường xuyên xuất hiện hiện tượng co rút. Đúng thế. Cho nên tôi phán đoán 3 năm tới cô ấy phải làm vật lý trị liệu. Hơn nữa phần đầu cô ấy nhất định phải phẫu thuật thì mới có thể loại bỏ hết máu động ở bên trong. Còn nữa, sau này cô ấy phải uống rất nhiều thuốc. Sau này còn phải điều trị cả đời. Hơn nữa, còn mất đi năng lực làm việc. Nói như vậy có nghĩa là phải bồi thường 4 phương diện. Điều trị suốt đời, mất đi năng lực làm việc, phí chăm sóc đặc biệt và bồi thường cho việc bị thương nữa. Nói vậy thì tất cả những điều này cộng lại ít nhất cũng khoảng mấy trăm ngàn đó. Còn phải mua nhà. Căn nhà mà cô ấy đang ở không tiện cho việc dùng xe lăn. Còn nữa cô ấy bị hỏng mặt, mất tự tin, mất tự tôn, bị người khác kỳ thị. Luật sư Lâm nói tối nay ăn cơm, chào mừng Nhu Nhu đến đây làm. Không được, tôi không phải, không đi là không để mặt. Ông chủ nói vậy, mời ký tên. Không được, tối nay tôi hẹn gặp bạn cũ ăn cơm, chúng tôi đã 10 năm không gặp. Còn nữa tôi còn đưa mẹ đi khám mà, bà ấy bị ốm rồi. Đây là lệnh của ông chủ. Cô muốn chống đối sao? Anh muốn làm gì? Ông chủ của cô nói, hiếm lắm mới có người mới đến. Vì định biểu đạt thành ý làm ông chủ phải thể hiện chút gì đó, cho nên ông ấy đặt trước phòng riêng, còn mời cả ban nhạc tới nữa, mở một bữa tiệc để mọi người cùng thả lỏng. Chúng tôi đã nói là không cần, chỉ cần ăn bữa cơm là được. Ông ấy lại nói tôi đi huy động đồng nghiệp ký tên vào đi. Tôi cũng không biết ký tên để làm cái gì, nhưng vẫn cứ bảo họ ký. Rồi khiến tôi bận mãi đến giờ chưa làm xong. Nhưng mà ông chủ nói cho dù ký tên cũng chưa chắc đã đi được. Cho dù đi rồi chưa chắc người ta đã ăn. Nhưng mà ký tên rồi lại không thể không đi. Vậy chỉ có thể tối nay nhớ đi đó. Nè, cô ký rồi mà, đóng cửa lại. Họ đều đã ký hết rồi nè. Chỉ như vậy cũng có thể biểu đạt được sự chân thành của mọi người. Vậy được thôi. Tôi chọn một phần Caesar Salad. Tôi chọn Buffalo Windsor và bia nha. Giờ tôi chọn Cheese Magnus. Được, cảm ơn. Đợi đã. Không được chọn nữa. Các cô quên kế hoạch giảm béo của mình rồi sao? Nhu Nhu con chưa gọi món. Nhu Nhu à, cô gầy như thế không cần học theo họ đâu. Để tôi suy nghĩ thêm nhé. Được, cô cứ nghĩ đi, từ từ. Tôi và cô ấy phải từ từ suy nghĩ nha, cảm ơn. Bữa cơm này ai mời, ai khởi xướng thì người đó mời. Cảm ơn. Cảm ơn cô nhé, luật sư Lâm. Tôi đến là do có người mời. PK, món sườn bò nướng thằng ở đây rất ngon đó. Lạc ở đây cũng rất ngon. Này này này, anh làm trò gì hả? Không phải là anh mời sao? Không hiểu gì hết, cô có nhầm không vậy? Lớn thế này rồi còn không mang theo tiền sao? Cô cũng thấy mua nhiều quần áo thế, chút tiền này tính là gì? Tôi mời các cô im lặng. Cô muốn nói gì? Tôi chỉ vừa mới đến đây đi làm, mọi người nể mặt tôi như vậy, đương nhiên do tôi mời. Không được. Cô vừa mới đi làm còn chưa nhận tiền lương, lấy đâu ra tiền mà mời? À vậy thì anh mời, đúng thế. Còn nói gì chứ, tôi sao? Đúng thế, không thành vấn đề. Đợi đã, chờ một lát, chúng tôi hủy các món vừa đặt. Tôm hùm hôm nay rất tươi chứ, nào cho tôi xem nào. Một phần tôm hùm nướng với phô mai. Gan ngỗng cũng được. Có gan ngỗng sao lại không có rượu vang được chứ? Phiền mở thêm một chai rượu vang, thiện ơn à. Mau dạy họ đi, không có quy tắc gì cả.
mấy người sao lại quá đáng như thế chứ? Trứng cá muối, cảm ơn. Được, cảm ơn quý khách. Thật ra Nhu Nhu là nhân vật chính của ngày hôm nay. Tôi không có lý do dành khách mời với cô ấy. Này, anh còn là người không hả? Rau xanh mà, không cần gọi rau xanh. Nơi này thu phí rất là rẻ. Rau xanh là tiếng địa phương chỗ tôi. Nghĩa là cứ gọi thoải mái đi. Vậy cô muốn ăn gì? Tôi muốn ăn một món nhưng lại không dám gọi. Có gì đâu mà ngại chứ. Đám người này ăn thịt không nhả xương đâu, cô cứ gọi đi. Đúng thế, cô muốn ăn gì cứ gọi. Thật ngại quá, tôi ăn trước đây. Cô à, chúc mừng cô. Cô là vị khách đầu tiên có thể ăn hết món bít tết khổng lồ của cửa hàng của chúng tôi. Cho nên hôm nay cửa hàng chúng tôi mời cô ăn miễn phí. Tôi cũng không biết mình có thể ăn hết được không. Không ngờ là ăn hết rồi. Đã nói rồi, sẽ khiến mọi người giật mình. Không đâu, có thể ăn được là phúc mà. Chị Thiên Ân đâu? Cô ấy không thích hợp với những món đồ giới hạn tuổi tác như thế này. Cô ấy có tuổi rồi, anh và chị gần bằng tuổi nhau. Tôi không giống, tôi trẻ hơn cô ấy nhiều. Cô chơi thử cái này đi. Tôi không biết chơi, để tôi dạy cho. Rất dễ. Hãy nhìn đây. Nè, sao mà nhanh quá, đó là vì độ khó của trò chơi này chính là cô phải bắn trúng. Nhưng mà cô lại bắn không trúng, cô nghĩ xem, nhiều kẻ địch như thế mà cô đều không bắn trúng có phải rất khó không? Hay là chúng ta chơi trò kia, tôi có thể dùng một tay. Được thôi, đi thôi. Trò chơi vừa rồi rất khó bắn trúng, nhưng mà cô không cần sợ đâu. Cái này á, cô nhất định sẽ trúng thôi. Bí quyết của trò này ngoài nhanh tay nhanh mắt ra, phải có tiết tấu rất mạnh mới có thể đánh trúng. Để tôi làm thử cho cô xem nhé. Sao lại không đánh theo các màu sắc khác nhau? Thật ra, nhưng mà đó là cách đánh của người mới. Nhưng với những người lâu năm như tôi, có thể tự mình tạo ra tiết tấu, đưa những giai điệu của mình vào, vậy thì hoàn toàn không cần làm theo nó. Này, mau lên. Này, liệu có đau không? Tôi rất sợ đau. Sợ gì chứ? Không đau. Rất thoải mái. Nhu Nhu, cô đừng vào, đau lắm. Cô nhất định không được vào. Anh sẽ làm người ta sợ đó. Hơi khoa trương quá rồi. Này, anh đã làm thử bao giờ chưa, đau không? Nhu Nhu, cô đừng để ý. Đi thử đi, không chết người đâu. Thế nào, rất đau sao? Không phải. Không đau chút nào. Không đau. Đúng thế. Thật sự không đau. Không đau thật sao? Đúng thế. Anh thử làm xem. Vì sao anh ấy lại đau như thế chứ? Anh ấy suốt ngày đi với các cô gái, thân thể hỏng rồi. Cô à, đừng dùng sức như thế. Không được thì nói là không được, còn cố chống đỡ làm chi? Đây là gì chứ? Vừa nãy tôi đã hét lên là dừng lại rồi, không nghe thấy à? Đứng im, ăn cướp đây. Không được hét. Các người không được hét. Hét lên tôi giết cô ta đó. Được được được, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Đừng làm người ta bị thương. Đừng sợ, đừng sợ, có tôi ở đây rồi mà. Mau mang hết những đồ quý giá trên người ra đây. Nào, đưa tiền đây.
Kiếm tiền không dễ gì. Tôi biết anh làm thế này cũng vì cuộc sống. Dưới tình huống này, sẽ có người hành động phản kháng một cách vô ích. Nếu như chết thì rất ngu xuẩn. Nói đủ chưa hả? Tiền là một cách tốt để giải quyết vấn đề. Vừa thuận tiện vừa nhanh chóng lại an toàn. Mau đưa đây, nhanh nhanh nhanh. Này, sao đánh người vậy? Anh tên gì? Có phải anh giết cha mẹ người ta không? Sao lại bị đánh đến mức này? Này, anh ta bị gãy 7 cái xương sườn, liệu có chết không vậy? Nếu như chết thì xem như là tội mưu sát hay là ngộ sát. Cho dù chết rồi, cũng chỉ xem như tự vệ quá mức dẫn đến chết người thôi. Không cần ra tay nặng thế đâu cô à. Cô từng luyện võ sao? Đài đen karate đó. Nắm vạt. Nói như vậy nghĩa là đập gạch phá cửa phá khóa đều không vấn đề phải không nào? Đúng không? Tôi không biết, chưa thử bao giờ. Nhưng mà tôi nghĩ chắc cũng không vấn đề đâu. Vậy trùng hợp có hôm nay tôi quên không mang khóa, cô có thể phá khóa giúp tôi không? Chuyện gì cũng có thể bàn bạc mà người đừng như thế, mau nói hết đi. Không phải như vậy đâu. Anh ấy nói không cần sợ, đã có tôi rồi. Mọi người đang làm gì thế? Luật sư Lâm. Luật sư Lâm. Cô xem này. Vô lên báo rồi, có phải hơi khoa trương không hả? Còn khoa trương hơn được nữa kìa, suýt chút nữa lên trang nhất rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Vô cô đúng là thần tượng của tôi. Mau về làm việc đi, không được chậm trễ công việc. Vâng. Mà cô anh xem nè. Vô rất giỏi đó, tôi đọc rồi. Lần trước cô lên báo rồi, lần này để người khác đi. Đúng. Thật là 4 tập tài liệu tôi bảo cô chuẩn bị. Luật sư Lâm, đây là thư mà La Béo fax về, cô xem đi. Xin lỗi, tôi bị bệnh rồi không thể đi làm. Nhưng có một chuyện nhất định phải hỏi. Luật sư đại diện của tên nhà giàu có đến tìm cô nói chuyện settlement không? Có thì ghi ok, không có thì viết dấu hỏi chấm rồi fax trả lời cho tôi. Đều không tìm mình. Vô, cô gọi cho Thư Văn giúp tôi, hẹn bàn chuyện hòa giải nha. Đúng rồi. Tôi là người nhà Từ Thiếu Kiệt. Xin hỏi có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chỉ là Từ Thiếu Kiệt đang dính một vụ kiện, cho nên tôi muốn gọi điện xin nghỉ cho cậu ấy, đến bao giờ chuyện này thì kết thúc thôi. Vậy thì thật kỳ lạ. 2 ngày trước Từ Thiếu Kiệt đã xin thôi học, nói chuẩn bị đi du học Mỹ rồi mà. Cảm ơn anh. Chị Thiên Ân, em đã gọi cho luật sư Thư rồi. Thư ký anh ấy nói giờ vẫn chưa cần thiết phải nói chuyện với chúng ta. Chào buổi sáng, tôi muốn hỏi một chút chuyện liên quan đến một sinh viên tên là Từ Thiếu Kiệt. Chị Thiên Ân, Từ Thiếu Kiệt đặt vé đi San Francisco, thời gian là tối ngày ra tòa. Điềm tĩnh như vậy sao? Tôi đang nghĩ rất lâu, khả năng duy nhất là anh ta có thể khiến cho nghi phạm đổi khẩu cung thêm lần nữa, cho nên tôi muốn gặp nghi phạm để kiểm chứng, nhưng không có cách nào gặp. Cho nên cô đến tìm tôi, cô biết là tôi nhất định giúp cô. Thật ra vụ án này không liên quan gì đến cô, có thể nói cho tôi biết vì sao cô căng thẳng như thế không? Lý do rất đơn giản, tôi muốn biết chân tướng. Lý do trọng đại như thế sao tôi từ chối cô được chứ? Nhưng mà tôi muốn cô hiểu,
lần này đi gặp đương sự không phải là vì muốn ảnh hưởng đến họ, mà là muốn họ nói ra chân tướng. Không thành vấn đề. Lần này là thật sao? Đúng thế. Lần này ảnh hưởng đến những người đó đó sếp à? Sao tôi dám nói lung tung? Sao giờ nói chuyện lưu loát thế? Sao trước đây nhận tội nhanh như vậy? Sao tôi biết chuyện nghiêm trọng như thế này chứ? Vâng. Hiện tại Bộ Tư pháp đã chấp nhận khẩu cung của cậu để anh làm nhân chứng đứng ra chỉ tôi Từ Thiếu Kiệt. Có phải chỉ cần tôi nói hết mọi chuyện sẽ không sao nữa không? Chuyện này do quan tòa quyết định, cậu nhớ kỹ là phải nói sự thật. Công tố viên sẽ cầu xin quan tòa giúp cậu giảm hình phạt ở mức nhẹ nhất. Làm tốt bổn phận của mình, chúng tôi sẽ không lừa cậu. Đứng lên. Công tố viên, giờ cô có thể đặt câu hỏi. Triệu Tùng Lễ, anh có thể khẳng định với tôi rằng phát súng dẫn đến việc xe của người chết và nạn nhân nữ mất khống chế là do Từ Thiếu Kiệt bắn không? Đúng, vì lúc đó tôi đang lái xe. Lái xe sao có thể bắn súng được chứ? Sao anh có thể khẳng định là do Từ Thiếu Kiệt bắn phát súng khiến cho xe máy của người chết mất khống chế? Tôi nhìn thấy mỗi một phát súng của Từ Thiếu Kiệt đều nhắm chuẩn đến hai người họ. Tôi bảo cậu ấy đừng bắn nữa nhưng mà cậu ấy vẫn tiếp tục bắn. Đột nhiên tôi nghe thấy người nam đó hét lên một tiếng, hình như là bị bắn trúng. Sau đó xe máy đột nhiên mất khống chế. Sau đó thì lật xe, sau đó thế nào? Tôi cảm thấy rất sợ hãi. Từ Thiếu Kiệt bảo tôi không cần sợ. Cậu ấy bảo tôi mau chạy đi, còn đưa khẩu súng đó cho tôi bảo tôi xử lý nó. Tôi không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Vì sao trước đây anh lại thừa nhận người bắn súng là mình? Từ Thiếu Kiệt nói với tôi đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chỉ cần tôi nhận tội thay, cậu ấy sẽ cho tôi một khoản tiền. Tôi không có tiền, tôi nghèo, chỉ có thể như vậy thôi à. Nếu không sao suốt ngày phải đi theo cậu ấy ăn ăn uống uống. Thưa tòa, tôi không còn câu nào. Lần này thắng chắc rồi. Anh Triệu, anh có biết trước khi anh khai khẩu cung đã từng thề cho khẩu cung giả là phạm pháp? Tôi biết. Vậy có nghĩa là mỗi một câu anh nói bây giờ đều là thật? Đúng rồi. Nhưng một tháng trước khẩu cung lần đầu tiên của anh đã từng ký tên lên đó. Cũng có nghĩa là anh từng thề những điều mình nói là sự thật. Về điều này, anh có biết không? Mời anh trả lời câu hỏi của tôi. Tôi biết. Khi đó anh tự nhận mình là hung thủ, mọi chuyện không liên quan đến đương sự của tôi. Có đúng hay không? Khi đó tôi không biết mọi chuyện nghiêm trọng thế này. Cậu ấy nói mình có tiền có thể giải quyết tất cả. Tôi nhận tội thay nhưng tôi không biết sẽ chết người mà. Chính vì anh biết mọi chuyện trở nên nghiêm trọng nên mới đẩy hết trách nhiệm lên người đương sự của tôi, có đúng không hả? Đúng không? Không có chuyện này. Khẩu cung trước sau mâu thuẫn, lần nào cũng nói là thật. Không biết lần nào mới là thật đây. Là thật mà. Người là do Từ Thiếu Kiệt giết chứ không phải là tôi. Tôi đang lái xe. Thưa quan tòa, không còn vấn đề gì nữa. Làm cái gì vậy? Sao luật sư của anh ấy không lên tiếng? Ít nhất cũng thể hiện phản đối, ra mặt cho đương sự chứ. Còn tưởng rằng thư văn giỏi thế nào, còn không phải dựa vào giả thiết để dẫn dắt cảm xúc của nghi phạm sao? Không có căn cứ xác thực. Nếu như không có gì thay đổi thì tôi vẫn rất tự tin. Thưa quan tòa, tôi muốn cho mời một nhân chứng. Người này có thể chứng minh khẩu cung của nhân chứng là thật hay giả? Cho truyền nhân chứng Triệu Thái Như Phương. Có thể thế này được sao? Tôi, Thái Như Phương, xin tuyên thệ trước quốc kỳ. Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Toàn bộ là sự thật, không hề giả dối. Bà Thái, hôm xảy ra vụ án, bà đang ở đâu? Tôi ở nhà. Ở nhà làm gì? Hôm đó chúng ta ở nhà ăn cơm. Tôi đang đọc báo đợi các cháu ngủ say. Tôi cũng ngủ say rồi. Lúc đó tầm mấy giờ? Khoảng 11 giờ. Tối hôm đó có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Tôi đang ngủ say, đột nhiên nghe tiếng con trai gọi tôi. Người bà vừa nói là nhân chứng Triệu Tùng Lễ, có đúng không?
Đúng. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Khi tôi đang ngủ mơ mơ màng màng, con trai tôi gọi tôi dậy. Tôi mơ hồ hình như nhìn thấy lúc đó là 3 giờ. Tôi nhìn thấy khi đó người nó đầy mồ hôi, khắp người đều là bùn, còn vô cùng hoang mang bảo tôi giặt quần áo cho nó giùm. Tôi đã hỏi chuyện gì xảy ra, nó không chịu nói. Chị nói là: mẹ đừng hỏi nhiều như vậy, con gây họa rồi. Không, không, không có chuyện này, không. Tôi hỏi nó xảy ra chuyện gì, phải nói rõ tôi mới giúp được. Nó nói... Nói cái gì? Nó nói nó vừa đi bắn chim, dùng súng hơi bắn chim, không ngờ nhất thời lỡ tay bắn trúng một đôi nam nữ, còn khiến họ bị lật xe. Thưa quan tòa, phản đối. Đây chỉ là lời khai không căn cứ, tòa án không thể tiếp nhận. Tôi không nói. Tôi chưa từng nói vậy. Vì sao lại không thể dùng làm bằng chứng? Vì đây chính là lời khai mà Triệu Tung Lễ yêu cầu mẹ mình nói để thông đồng khẩu cung, giấu giếm chân tướng. Vì sao lại hại con chứ? Có phải do tên khốn nạn đó? Tên khốn nạn đó cho mẹ tiền đúng không? Yên lặng đi, nếu không sẽ thêm tội làm loạn trên tòa. Công tố viên, tiếp tục hỏi đi. Vì sao bà chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với cảnh sát, đến bây giờ mới nói chứ? Đương nhiên là vì muốn bảo vệ con trai của mình rồi. Bảo vệ con? Bảo vệ cái đầu ấy? Bảo vệ? Mẹ biết mình đang nói cái gì không? Con là con trai của mẹ, là con ruột của mẹ mà. Mẹ đã suy nghĩ rất lâu rồi. Mẹ ăn không ngon, ngủ không yên, con trai à. Mẹ không muốn con tiếp tục phạm sai lầm thêm nữa đâu, cho nên mới ra tòa làm chứng đó. Con tha thứ cho mẹ đi. Thưa Văn, anh nói đúng, Hồng Kông là nơi pháp trị. Dùng tiền để nói chuyện pháp luật đương nhiên là dễ. Đừng quên cậu đã tốn bao nhiêu tiền vì vụ án này. Hơn nữa, phải nhớ không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu. Luật sư Thư, anh có suy nghĩ gì về phán quyết lần này? Xin đợi một chút. Thiên Ân, cô muốn thế nào? Bà có phải mẹ của anh ấy không? Tại sao hãm hại con trai mình như thế? Đúng rồi, bà mau nói đi. Rốt cuộc cô muốn gì? Kiện thua rồi bây giờ muốn đánh nhau hả? Anh là ai? Liên quan gì đến anh? Nhiều chuyện vậy. Cậu đấy, đừng làm phiền chị tôi nữa, nếu không tôi không khách sáo đâu. Cháu trai của anh có lẽ sẽ phải ngồi tù cả đời. Là ai hại cậu ấy thành ra như thế? Đây là chuyện của nhà tôi, không cần cô lo. Nếu làm như thế này, dở hết toàn bộ sẽ rất phiền phức. Tùy em quyết định làm thế nào thì làm như thế, vậy làm theo ý anh đi. Cô lại muốn thế nào nữa? Tôi đã nói với cô là không có gì để nói rồi, tôi chỉ muốn nói vài câu với bà Triệu thôi. Được, tôi cũng muốn nói rõ với cô đây. Cô muốn nói gì nói đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Tôi hiểu hết. Tôi hy vọng bà có cuộc đời tốt hơn. Tôi có lựa chọn khác sao? Đây quả thật là một lý do rất tốt. Cô muốn gì thì cứ nói. Tôi thế nào cũng được. Cô muốn nói thế nào cũng được. Đến lúc này bà còn nói những lời này sao? Con trai bà phải đi tù cả đời. Cả đời đó. Chuyện thê thảm nhất là cậu ấy bị mẹ ruột của mình bán đứng. Bà có biết cậu ấy khó chịu thế nào không? Cô cho rằng tôi rất dễ chịu. Người làm mẹ dù cho có 10 đầu ngón tay bị nghiền nát cũng chỉ hy vọng con trai mình sẽ thành tài mà. Giờ nó xảy ra chuyện thế này, cô cho rằng trong lòng tôi rất dễ chịu sao? Vậy không có nghĩa là bà có thể làm như thế. Nó tự mình ra ngoài làm chuyện xấu, lần này có thể thoát được, vậy lần sau thì sao chứ?
Chồng tôi mất từ khi tôi còn trẻ. Bao nhiêu năm nay tôi dẫn theo con trai, làm ngày làm đêm. Tôi thì không sao. Làm người thật mệt. Tôi đã chán lắm rồi. Vì nuôi hai đứa con của nó, tôi đã khổ lắm rồi. Nó không hề mang một đồng nào về nhà. Tôi chỉ vì hai đứa cháu có thể được đi học. Bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng mua một món đồ chơi nào cho chúng. Hamburger, mùi vị thế nào chúng cũng không biết được. Tôi chỉ muốn hai đứa cháu của mình sau này đừng giống như ba của nó thôi. Một người đàn bà chưa từng được đi học thì có thể làm cái gì chứ? Việc có được hai bữa ăn no, tôi đã phải vất vả lắm rồi. Sao tôi còn biết được cái gì đúng cái gì sai nữa? Nhẫn sao? Cô à, đây là những mẫu mới nhất của chúng tôi, mời cô xem. Có những lúc em thực sự không hiểu tiền thực sự quan trọng thế sao? Có những bệnh nhân rõ ràng có thể chữa khỏi, nhưng vì không có tiền, không thể cứu được. Cô à, thực ra hàng đắt và hàng rẻ có khác biệt rất lớn. Thế này đi, hay là cô thử cái vòng tay này. Cô à, cái này rất hợp với cô. Nếu như để anh chọn thì anh sẽ chọn cái này. Đương nhiên là chọn cả hai rồi. Nhất định phải chọn sao? Đúng, anh muốn con hay là muốn tiền? Chuyện này giống như sinh con vậy. Nếu như đứa bé đó có vấn đề, chúng ta phải cứu người mẹ. Nói thế nào cũng phải hy sinh một người. Hy sinh à? Cho dù không công bằng cũng không sao hả? Không phải là vấn đề công bằng hay không, mà là chúng ta nên chọn có thể cứu được người nào thì hai người đó. Không chọn được cũng không sao, chúng tôi còn rất nhiều mẫu khác. Bông tai thì sao? Em biết, nhưng mà em không chấp nhận được. Vậy tôi bấm đổi tai giúp cô. Khi em đi học, đã đọc rất nhiều sách. Rất nhiều cuốn sách nói rằng pháp luật công bằng không phân biệt giai cấp. Nhưng mà em thấy hiện thực thì ngược lại. Có tiền là bóp méo được sự thật. Thứ bọn họ dùng là thủ đoạn, chứ không phải pháp luật. Có những lúc thực sự rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Thật sao? Vậy không bằng đổi nghề, làm vợ của bác sĩ. Lương cao phúc lợi tốt, bao ăn bao ở, có xe đưa đón. Anh biết có một bác sĩ Khâu đang chờ đấy. Nghe có vẻ rất được đó. Này, cô muốn làm gì? Cô ạ, không phải cô nói muốn bấm lỗ tai sao? Vậy sao? Em từng nói à? Không cần đâu, tôi không đeo mẫu thế này. Tôi có lỗ tai rồi. Có lỗ tai rồi có thể bấm thêm vài cái. Có nhiều người đều bấm mấy lỗ tai liền mà. Không cần nữa, tôi không chọn, xin lỗi, đi thôi. Thật ngại quá. Em thích thì anh có thể mua tặng. Không cần đâu. Tuy rằng tiền rất quan trọng, nhưng mà anh tốt với em như thế, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Em biết là được rồi. Anh à, phiền anh bật điều hòa nhỏ đi một chút, xin lỗi, lần này không nhỏ đi được. Tôi là khách hàng, là Hữu Đại. Mấy ngày nay anh đều ở đây sao? Không phải mấy ngày này tôi để ở đây. Có lúc tôi ở đây, lúc tôi ở kia. Có lúc ở chỗ đó, có những lúc là chỗ bên kia. Anh không đi làm là có ý gì? Đi làm hay không đều giống nhau, đều làm những thứ vô vị, những chuyện không ý nghĩa như nhau. Nhàn rỗi không có chuyện gì đến nơi này uống rượu không phải là tốt hơn sao? Anh tưởng rằng chỉ có mình anh không vui? Tôi cũng vậy mà. Nhưng tôi không uống giống đống bùn nhão như anh. Rượu này uống ngon không? Không hiểu sao, uống rượu có thể giải ngàn sầu. Thứ này không phải ai cũng có thể hiểu được. Để cô làm gì vậy? Thật là không thể hiểu nổi. Cũng chỉ thế này mà thôi, thêm một cốc. Uống từ từ thôi. Cho tôi thêm một cốc nữa. Từ từ. Cô uống rượu như thế là tội tình gì chứ? Anh đã nói mà. Uống rượu có thể giải ngàn sầu, tôi muốn thử xem. Rượu có hại cho sức khỏe, đặc biệt là gan. Cô phải biết quý trọng bản thân. Vậy mà anh uống. Tôi đâu giống với cô. Tôi uống hơn 20 năm, đã có cảm tình rồi. Vậy anh đâu biết quý trọng bản thân? Tôi không giống với cô.
Tôi rất muốn cai nhưng cai không nổi. Hơn nữa tôi cảm thấy tôi thích uống, cô thì khác. Cô ép chính mình phải uống, đau khổ biết mấy. Rượu này vừa cay vừa đắng, có gì ngon mà cứ uống chứ. Đợi cô đến tuổi của tôi, nỗi khổ nào cũng từng nếm trải rồi thì không cảm thấy rượu này đắng nữa. Nhưng mà cô còn trẻ nên cố gắng phấn đấu làm một luật sư tốt trước đi, tranh giành chính nghĩa cho nhân dân. Nhưng mà pháp luật lại thiên vị những người có tiền. Tôi rất thất vọng. Vậy cô đấu tranh với họ? Ai cần biết họ có tiền hay không, cô có rất nhiều thời gian. Cô vẫn trẻ, xinh đẹp. Đừng giống như ông già vừa xấu vừa béo như tôi. Anh nói cũng có lý. Đương nhiên rồi, tôi có kinh nghiệm phong phú trên đường đời. Vì sao anh chỉ nói người khác, không nói bản thân đi? Vẫn còn tỉnh táo để nói móc tôi sao? Không có ai nói với anh tôi ngàn chén không say sao? Hóa ra cô ngàn chén không say. Mượn rượu đến đây anh là để đối phó với tôi sao? Tôi không giả vờ say sao có thể nói chuyện với anh được chứ? Thiên Ngân, cô định nhận vụ án này thật sao? Đúng, chúng tôi đã quyết định rồi. Không liên quan đến tôi không bỏ phiếu tán thành, đừng tính phần tôi là béo. Thiên Ngân, cô muốn nổi trội hơn, rất tốt. Có rất nhiều vụ án đang chờ cô. Nhưng vụ này là vụ gái mại dâm đòi tiền không thành giết chết khách hàng. Có động cơ, có nhân chứng, mục kích, có hung khí hết rồi, kết quả đã được định trước. Cơ hội còn lại rất mỏng manh. Cô không cần liều mạng như thế. Khó khăn nhất hiện giờ nghi phạm là gái mại dâm. Loại người này không đáng tin, chưa ra tòa đã thua chắc 8 phần. Hơn nữa còn không kiếm được tiền. Phải làm ăn mày ra đường ăn xin rồi. Mọi người nghe tôi nói đi. Pháp luật công chính bình đẳng. Mỗi người đều có quyền biện hộ cho chính mình. Khiến cho người vô tội bị định tội đúng không? Chị Thiên Ân, nhưng rõ ràng cô ấy có tội. Tại sao còn giúp đỡ cô ấy chứ? Có phải cô khẳng định cô ấy 100% có tội không? Cô khẳng định có nhận được sự phán quyết công bằng cho cô ấy không? Nhưng mà chứng cứ đầy đủ. Trước khi có quyết định không có gì là chắc chắn. Ít nhất cô phải cho tôi một lý do hợp lý chứ. Được. Vụ án của Lâm Cẩm Yến có một chỗ tôi rất không hiểu, rất để ý. Người chết là con trai cả của một gia đình chính trị, có tiền, có quyền. Tất cả chứng cứ của vụ án đó đều do người nhà của người chết đi tìm thám tử bên ngoài cung cấp. Tôi không thể chấp nhận điều này. Nếu như để cho họ thắng, thì tất cả những người giàu có sau này sẽ không báo cảnh sát, có chuyện gì cũng sẽ không tìm cảnh sát nữa. Họ sẽ tìm luật sư cho mình. Có chứng cứ có lợi cho mình. Mà chứng cứ bất lợi cho mình, họ sẽ tìm cách hủy đi trước khi giao cho tòa án. Mọi người xem như vậy liệu có phán quyết công bằng không? Mà Lâm Cẩm Yến không có tiền thuê luật sư, cũng không có tiền tìm thám tử riêng, thậm chí không có người giúp. Rất có khả năng sẽ phải ngồi tù như những gì đối phương mong. Sau này sẽ càng nhiều vụ án như thế này. Mọi người có nghĩ đến hậu quả không? Em chưa nghĩ đến. Vậy thì chúng ta cùng lấy ví dụ. Vợ anh và người tình hẹn hò bị anh bắt được. Anh đánh nhau với người tình đó. Tối đó, người tình đó bị người ta giết chết. Lúc đó anh đang ngủ. Không có chứng cứ vắng mặt ở hiện trường. Nói vậy có phải là vụ án này không cần phải điều tra nữa không? Còn không chuẩn bị đi. Đây là một trận đánh khó, phải có chuẩn bị. Steven, anh thực sự thắng thua vụ này phụ thuộc vào cả cô đấy. Tôi cố gắng hết sức mà. Nhưng mà có điều kiện. Là béo tôi đúng là khổ, chỉ có thể cố gắng làm việc thôi. Cô Lâm đúng không? Tôi là sư gia của luật sư Lâm, tôi hỏi La. Vô dụng thôi. Sao còn phải ra tòa làm gì? Phiền phức. Cô Lâm, cô đừng nghĩ thế. Chúng ta nói chuyện trước. Cô làm sao vậy? Không cần căng thẳng, chúng ta ngồi lên ghế rồi nói. Đúng thế, ngồi lên ghế rồi nói. Đứng lên đi. Được, được. Có bị thương không? Không sao, không sao. Thật sự không sao chứ? Cô Lâm,
Nhìn vào những chứng cứ hiện có, toàn bộ đều rất bất lợi cho cô. Xin hỏi, cô có danh thiếp không thế? Danh thiếp? Đúng. Được. Lâm. Đúng, giống như cô. Vừa rồi đã giới thiệu rồi mà, mau vào chuyện chính đi. Đại luật sư Ân, Hồng Kông, hội viên hội luật sư, Đại luật sư Lâm Thiên Ân, Đại luật sư Lâm Thiên Ân, Đại luật sư Lâm Thiên Ân. Đúng thế. Chúng ta nói về vụ án này trước, nếu không tôi không biết phải giúp cô thế nào. Được, được. Nhân chứng, vật chứng, bên nguyên cáo tìm thấy đều có thể chứng minh là do chính tay cô giết chết nạn nhân. Chúng tôi nhất định phải tìm thấy chứng cứ cô tự vệ giết người thì cô mới có cơ hội thắng. Đúng rồi. Cô về nước bao lâu rồi? Đã hơn nửa năm. Lâu vậy rồi sao? Cô thật là xinh đẹp. Nhất định có nhiều con trai theo đuổi cô. Chuyện này hình như không liên quan gì đến vụ án. Chúng ta nói chuyện chính có được không? Cô gầy như thế này, phải ăn nhiều một chút mới được. Nhớ phải chăm sóc sức khỏe của mình. Cô có bệnh vặt gì không? Không cần đi lòng vòng, chúng ta nói chuyện chính có được không? Đúng thế. Hình như những câu hỏi của họ tôi còn nhiều hơn tôi hỏi cô. Cô làm luật sư như thế, vậy nhất định là kiếm được rất nhiều tiền. Mỗi tháng có thể kiếm được bao nhiêu? Cô Lâm, tôi muốn nói rõ với cô một chuyện. Tôi làm luật sư không phải vì tiền. Đúng thế, đúng thế. Chuyện quan trọng nhất là đủ chi tiêu cho bản thân là được. Nhớ là mỗi tháng phải để dành một ít. Mỗi tháng một ít. Phụ nữ nhất định phải có tiền trong người thì mới được an toàn. Có phải cô nên cho luật sư Lâm chút thời gian để hỏi cô không hả? Để cô ấy hiểu thêm về cô chứ. Tôi tìm luật sư Lâm biện hộ cho tôi. Đương nhiên mọi người phải tìm hiểu lẫn nhau, có đúng không? Đúng, bên ngoài là đúng. Nhưng thực chất không có tác dụng gì. Để luật sư Lâm hiểu hơn về cô mới là chính xác nhất đó. Sai rồi, ông nói vậy là sai. Mọi người nên hiểu hơn về nhau luôn chứ. Phải tìm hiểu rõ hơn về nhau mới được, có đúng không? Cô Lâm, tôi đã đọc hết tài liệu. Thật ra chứng cứ của bên nguyên cáo rất có nhiều sơ hở. Không phải không có khả năng thắng, nhưng cô phải hợp tác. Hơn nữa luật sư chỗ chúng tôi đều là những người học cao hiểu rộng, đều rất là chuyên nghiệp. Chúng tôi có cách tìm được tài liệu, tìm được chứng cứ. Đúng thế, cô muốn điều tra gì? Ví dụ như cô Lâm đây, đại loại như hoàn cảnh gia đình của khách hàng cô và nhân chứng, chúng tôi đều phải tìm hiểu thật kỹ. Như thế mới giúp được vụ án. Cô Lâm, tôi là luật sư biện hộ cho cô. Tôi nhất định phải tin tưởng lời cô nói. Nhưng cô cũng phải tin tôi, phải nói thật, không được che giấu. Tôi không có gì để điều tra. Tôi muốn hỏi cô một chuyện này. Có vấn đề gì? Cô có giết người hay không? Không có. Còn nói dối không? Không có. Cho dù tôi lừa dối tất cả mọi người trên thế giới này, thì tôi cũng sẽ không lừa dối cô. Vĩnh viễn sẽ không. Mắt của cô là màu nhạt hay là màu cà phê thế? Nhìn đẹp quá. Còn nữa, lông mi của cô cong cong, thực sự rất đẹp. Thực sự rất đẹp. Thực sự đấy. Cô Lâm à, nếu như cô thực sự không giết người, chúng tôi nhất định tin cô. Sau khi về chúng tôi sẽ sắp xếp lại hết tài liệu, sau đó đến hỏi cô tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra. Mà cô cần phải suy nghĩ kỹ lại những chi tiết đã xảy ra đấy. Chuyện này giúp đỡ rất nhiều cho vụ án. Và nếu như không còn chuyện gì khác, chúng tôi đi trước, tạm biệt. Lâm Cẩm Yến này lạ thật. Chúng ta càng kỳ lạ hơn. Tự nhiên những vụ án này vừa nhiều chuyện vừa không kiếm được tiền. La Béo, tôi nhận vụ này là có lý do. Tôi hy vọng vụ này có thể cho tôi câu trả lời.
Tôi có thể cho cô câu trả lời đây nè. Hôm nay nhận vụ án ngu xuẩn thế này, ngày mai sẽ vất vả làm việc. Vì sao lúc nào anh cũng làm mất hứng? Cô đuổi tôi đi. Anh biết tôi không đuổi được anh nên thường xuyên bắt nạt tôi có phải không? Được, chúng ta cược đi. Cô muốn cược thế nào? Nói ra đi. Trước nay anh cho rằng pháp luật của chúng ta bảo vệ người có tiền và có quyền, nhưng tôi không cho là như thế. Nếu như vụ án của Lâm Cẩm Yến thua thì chứng minh anh đúng, tôi sẽ không làm luật sư nữa đó. Người trẻ tuổi đừng xúc động như thế, có gì từ từ nói. Nhưng nếu vụ này thắng nghĩa là anh sai, vậy phải làm thế nào? Tôi cũng không làm luật sư nữa, anh đâu phải luật sư. Tôi đi theo rất nhiều luật sư, có tư cách làm luật sư rồi đó. Anh giảo biện. Được, tôi giảo biện, muốn cược thế nào? Nếu như anh thua, phải cai rượu và chuyên tâm làm việc với tôi. Được. Còn nữa, lúc chúng ta làm việc anh không được ngủ gật. Tôi đâu có ngủ, tôi đang suy nghĩ. Tại sao suy nghĩ mà lại có tiếng ngáy chứ? Chị gái ơi, đây không phải là tiếng ngáy, là tiếng hít thở của tôi thôi. Bởi vì tôi mắc hội chứng phế quản khi ngủ nhẹ. Cô biết sao mà có không? Vì hai má bên cạnh của tôi phát triển quá, làm cho các cơ ở họng rũ xuống. Khi thả lỏng thần kinh thì lưỡi rụt vào làm tắc khí quản, cho nên tôi mới hít mạnh như thế. Cô đi học nhiều năm mà không hiểu chuyện này sao? Giảo biện. Bạn đứng hạng nhất năm nay là bạn Lâm Thiên Ân. Đại học Oxford. Đúng vậy. Tuy rằng không cần đóng học phí, nhưng phí sinh hoạt khác thì cũng cần phải đóng đấy. Cần khoảng bao nhiêu tiền? Khoảng 100.000. Sơ Maria, cô yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ chuẩn bị được chỗ tiền đó. Đi chết đi.